Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí. Hiện nay mình đang trong hành trình khám phá 1000 hòn đảo ở Việt Nam nha các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang ở trên khu vực Vịnh Bái Tử Long của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hành trình đến khám phá một cái hòn đảo rất là đặc biệt ở khu vực Vịnh Bái Tử Long này. Hòn đảo này có tên là đảo Pháp Hoa nhé. Đảo Pháp Hoa nhưng mà người dân địa phương gọi là đảo Pháp Hoa, nhưng mà mình thì trước khi đến đây thì có hỏi người đưa đò là cô Mai đằng sau mình đó mọi người. Cô Mai là cô Mai ở Quảng Yên, nhưng mà hiện nay thì cô và các con gia đình đang sinh sống trên làng chài ở Vịnh Bái Tử Long nhé, làng chài Cống Đầm nhé các bạn nhé. Nay thì mình sẽ đến cái hòn đảo này, nó đặc biệt là nó rỗng ở bên trong nhé, rất là đặc biệt. Bây giờ thì mình sẽ review lại toàn bộ hành trình khám phá đảo rỗng. Đảo nó bị thủng một lỗ ở trong rất là lớn, rất là đặc biệt. Mình nghe mà lần đầu tiên mình gặp cái hòn đảo như vậy, tức là đi xuyên qua đảo được nhé. Mình sẽ đi hành trình từ khu vực cái bến đò, là bến đò Bến Do nhé các bạn nhé. Đây là cái bến đò của tàu cá của người dân thôi. Còn bến đò mà bến tàu du lịch thì tàu du lịch cao tốc với lại các cái tàu du lịch lớn thì nó ở chỗ khác nhé. Này thì tàu Bến Do là cái khu vực này là đa phần là tàu cá của người dân, và mình đã thuê đò của cô Mài đi đây. Các bạn nếu mà có kinh nghiệm khám phá các cái đảo ở khu vực tỉnh Quảng Ninh á, thì mọi người có thể đi đò của ngư dân nhé, giá nó rẻ hơn. Nhưng mà đò của ngư dân thì chỉ khám phá được những vùng đảo ven bờ thôi. Mỗi lần đi đò của ngư dân thì ví dụ mình đi một ngày thì sẽ khám phá được khá nhiều đảo ven bờ để chia sẻ và quay review phục vụ đến mọi người nhé. Này thì mình đi đò của cô Mài thì cô lấy tiền mình là 150.000 một tiếng nhé các bạn nhé. Này thì mình đang bắt đầu từ cảng cá Bến Do đây, đi xuyên qua làng chài Cống Đầm hay là làng chài trên Vịnh Bái Tử Long cũng được. Đây là một cái làng chài mà thuộc loại là lớn nhất ở Việt Nam mình nhé. Mình đi qua rất là nhiều làng chài rồi nhưng mà chưa thấy làng chài nào lớn như vậy. Đặc biệt là hiện nay thì là ở khu vực Vịnh Hạ Long á, ở khu Hòn Gai Bãi Cháy á, thì là tỉnh Quảng Ninh người ta không cho ngư dân nuôi cá lồng bè với lại các cái loại thủy sản lồng bè ở trên mặt nước nữa, nên là rất là nhiều người dân ở dưới Hòn Gai các thứ người ta di cư ngược lên trên khu vực Vịnh Bái Tử Long của thành phố Cẩm Phả để nuôi trồng thủy sản nhé, tiếp tục cái nghề gắn bó với biển nhé. Hiện nay thì ở trên Vịnh Bái Tử Long này thì có rất là nhiều lồng bè rồi, nhưng mà sắp tới thì sẽ bùng nổ, sẽ có thêm nhiều lồng bè nữa nhé. Khu vực này thì được bao bọc bởi rất là nhiều hòn đảo, và hầu hết các hòn đảo là nằm chắn ở phía trước cửa biển, nên ở đằng sau vịnh biển thì là nước rất là êm. Như mọi người có thể thấy đây, nhà bè và tàu các thứ là những tàu cá của ngư dân sau mỗi chuyến biển là người ta đậu ở đây là kín mặt biển nhé. Bây giờ mình sẽ hành trình đi đến khám phá cái đảo thủng này là rỗng từ bên này sang bên kia nhé. Mình nghe cô Mài nói và mình khá là bị kích động và kích thích bởi cái hòn đảo đặc biệt này. Nay thì mình sẽ đi trong hành trình khám phá 1000 hòn đảo ở Việt Nam thì mình đã đi qua rất là nhiều hòn đảo đặc biệt. Dù hiện nay thì mình mới đi được gần 200 hòn đảo, mới khoảng 1/5 trong số mục tiêu của mình thôi, nhưng mà mình đã gặp được rất là nhiều hòn đảo đặc biệt và những cái điều đặc biệt liên quan đến cuộc sống của biển đảo người dân Việt Nam mình. Nhưng mà hôm nay mình lần đầu tiên mình nghe nói đến một cái hòn đảo mà nó bị thủng ở trong lòng, đi xuyên qua đảo được. Thì hôm nay mình sẽ đi đến review để mọi người biết nhé. Khu vực Vịnh Bái Tử Long thì có rất là nhiều đảo, hầu hết các đảo này là đảo đá vôi nhé các bạn nhé. Đảo này thì có một số hòn đảo thì là cái chân đảo là nó bằng đá, không thể cập cảng được, nhưng mà có một số hòn đảo thì chân nó khá mềm mại và có thể cập được. Mình cũng theo quan sát thì thấy có một số người dân là sinh sống sát ở ven đảo. Còn cái đường bằng xi măng kia chính là đường cầu cảng của nhà máy xi măng Cẩm Phả nhé các bạn nhé. Thành phố Cẩm Phả thì ngoài vùng biển đảo được thiên nhiên ban tặng rất là đẹp là Vịnh Bái Tử Long á, và thì ở đây còn có hai sản phẩm được thiên nhiên ưu đãi, đấy là xi măng Cẩm Phả và than Cẩm Phả nhé. Hai cái này thì đều được các cái nhà máy xi măng cũng như là than thì chỉ đào dưới đất này thôi, và xi măng thì nghiền đá ra. Những cái đá ở ven núi khu vực thành phố Cẩm Phả này á, là đá vôi và tạo thành xi măng thì nó có chất lượng rất là tốt nhé, dùng cho xây dựng.
cái cầu để vận chuyển xi măng này thì từ đất liền ra ngoài chắc nó khoảng độ 4-5 cây số đó mọi người. Do cái khu vực ở trong vịnh Bái Tử Long này thì là tàu lớn, những cái tàu mà chở xi măng không thể vào sâu được. Chính vì vậy nên là công ty người ta bán xi măng, người ta đã làm một cái cầu ra để vận chuyển mình, người ta đã làm xung quanh che chắn hết rồi. Nhưng mà theo như suy đoán của mình thì là người ta làm cái này là bằng băng chuyền để chuyển xi măng thành phẩm từ trong đất liền ra các cái hầu hết các xi măng mà xuất khẩu mà đưa đi những cái nơi khác tiêu thụ với số lượng lớn thì đều đưa bằng đường biển hết mọi người nhé. Đường bộ bằng container thì ít và chỉ đưa gần thôi, còn vận chuyển mà khối lượng nhiều thì đường biển nó vẫn là ưu thế hơn nhé, đặc biệt là những cái nơi xa. Giờ mình sẽ tiếp tục đi review thêm một số những cái hình ảnh cũng như là những cái điều đặc biệt, thông tin đặc biệt trên vịnh Bái Tử Long để mọi người biết. Đây, khu vực này chính là hòn đảo Pháp Hoa nhé, đảo này người dân gọi là Pháp Hoa do ở trên chùa này có trên đảo có ngôi chùa tên là Pháp Hoa nhé. Và hòn đảo này thì nó bị thủng ở trong lòng đảo nhé, nó như một quả núi và đi từ bên này quả núi xuyên sang bên kia được nhé các bạn nhé. Một cái hòn đảo rất là đặc biệt, lần đầu tiên mình thấy hòn đảo mà nó có cái xuyên thủng đi từ bên này sang bên kia được nhé các bạn nhé. Bây giờ thì cô lái đò, cô mài á, cô ấy sẽ để mình phía bên này đảo đó. Đây chính là cái chùa Pháp Hoa. Đây chùa này thì nằm ở trong cái hang Pháp Hoa nhé các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ để mình ở bên này và cô sẽ đi thuyền vòng qua bên kia đảo và tí nữa mình sẽ đi xuyên qua lòng đảo để cô ấy đón mình. Một cái hòn đảo rất là đặc biệt nhé các bạn nhé. Đây đây chính là hòn đảo Pháp Hoa nằm trên vịnh Bái Tử Long nhé các bạn nhé. Đảo thì cũng khá gần bờ, cách bờ khoảng độ mình nghĩ là 4-5 cây số đó, vì mình đi khoảng hơn 30 phút từ khu vực cảng cá Bến Giò ra đến đây nhé, vòng qua cái đường đường xi măng cầu cảng than đấy một xíu thôi, cầu cảng xi măng một xíu là tới thôi các bạn nhé. Cái chùa Pháp Hoa này cũng như hòn đảo Pháp Hoa này thì không có trong các cái tour du lịch nhé, mọi người tìm thông tin trên mạng sẽ không hề biết nhé, thậm chí là người dân địa phương cũng rất ít người biết. Nhưng mà đây là một hòn đảo rất là đặc biệt và có kèm một ngôi chùa nghe nói cũng rất đặc biệt. Giờ thì mình sẽ vào tận nơi cũng như là đi xuyên qua hòn đảo này để review lại toàn bộ những cái điều đặc biệt trên đảo để mọi người biết nhé. Nếu các bạn có theo dõi hành trình khám phá 1000 hòn đảo Việt Nam của mình thì mong mọi người like, chia sẻ hoặc để lại một chiếc comment để động viên mình có thêm động lực khám phá những cái hòn đảo đặc biệt mới lạ khác của đất nước nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ chuẩn bị lên đảo Pháp Hoa rồi. Một hòn đảo cũng khá là đặc biệt, dù nó nằm gần bờ nhưng mà rất ít người biết. Những cái hòn đảo này nó không có trong các cái tour du lịch nên là các cái công ty du lịch hay là những cái bài review thì không ai biết đâu các bạn ạ. Thường thường ví dụ như là những cái nơi mà được khai thác du lịch, được các công ty người ta trả những cái dịch vụ thì họ mới khen đẹp, mới lại khen các thứ thôi. Còn những hòn đảo bình thường mình thấy cũng rất là đẹp nhưng mà tìm trên thông tin trên mạng và những cái trang mạng thì không ai có. Do là những cái nơi đó không được khai thác du lịch, không có ai chịu bỏ tiền ra làm PR nên là không biết. Đảo Pháp Hoa này là một trong những đảo như vậy nhé các bạn nhé. Khung cảnh các thứ rất đẹp và có một ngôi chùa cũng khá là đẹp nhưng mà không ai biết và cũng không ai nhắc đến nó cả. Mình một là may mắn, hai là cũng do có người dân địa phương là cô Mài đây, cô này cô cũng sống ở trên khu vực vịnh Bái Tử Long này mấy chục năm rồi nhé. Nhà cô ấy có nhà bè trên này, con cái. Xin chào mọi người nha. Mình hôm nay đi đến ngôi chùa rất đặc biệt, chùa này thì cô ở đây cô để mình lên chùa đây ở trên đảo này, đảo Pháp Hoa này. Sau nữa thì cô sẽ đi vòng qua bên kia đảo để đón mình. Và ngôi chùa này thì nó sẽ nằm trong núi và trên cái hòn đảo này. Bây giờ mình sẽ đi đằng này đảo và cô ấy đón mình ở đằng kia đảo nhé mọi người nhé. Đặc biệt là ngôi chùa này không có người, nay thì trời cũng sẩm tối rồi, mình cũng hơi bị liều nên là mình sẽ quyết tâm đi xung quanh cái ngôi chùa trên một cái hòn đảo hoang này rất là đặc biệt nhé. Lần đầu tiên mình đi một cái ngôi chùa mà mình lên ở phía này đảo và sẽ ra ở ngoài phía kia đảo nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi này và review toàn bộ cái ngôi chùa này nhé mọi người nhé. Một trong những cái ngôi chùa phải nói rằng lạ nhất ở Việt Nam mình, lần đầu tiên mình thấy nhé các bạn nhé. Đây
Đây là tượng Phật nè. Tượng Phật thì Phật Bà nhìn ra vịnh Bái Tử Nông nhé các bạn nhé. Một cái ngôi chùa mà rất là đẹp này. Có phong cảnh rất là đẹp, mọi người nhìn thấy không? Đó, tượng Phật Bà này, nhìn ra vịnh Bái Tử Nông này. Đó. À, đó, tượng Phật Bà đó mọi người thấy không? Cô nái đò thì cô đi mất rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi xuyên qua ngôi chùa, xin lại Phật Bà một cái nha. Rồi đi xuyên qua ngôi chùa đây. Xuyên qua hòn đảo này để sang bên kia, cô sẽ đón mình phía bên kia. Mình không biết đường đi ra làm sao hết, nhưng mà mình cứ lần theo vách núi đi thôi nhá. Trong này thì rất là nhiều chim kêu vượn hú nhá, khá là ghê. Lần đầu tiên mình đi ở một cái ngôi chùa như vậy. Đây thì có tượng này, tượng ông vua. Chùa đây. Lần đầu tiên mình đi một cái ngôi chùa đặc biệt như vậy. Ủa, không biết là đường này hay là đường này á. Nhiều ngã réo ngã thử lên đây xem nào. Trên này có điện mặt trời luôn nhé mọi người nhé. Điện mặt trời luôn nhé. Thôi mình đi này đi. Có vẻ là hơi âm u này. Lần đầu tiên mình đi này mình cũng hơi sợ đó mọi người ơi. Hơi sợ đó. Thôi mình bật điện lên đây. Mình bật điện lên đây. Không biết sao mình thấy hơi sợ rồi. Không có người nhé. Chùa không có người nhé mọi người nhé. Mình sẽ bật điện lên cho nó sáng này để mình đi này. Lần đầu tiên mình đi trong một cái ngôi chùa rất là đặc biệt. Có tượng Bác Hồ luôn nhá mọi người nhá. Có tượng Bác Hồ luôn này. Có tượng Bác Hồ này. Rất là nhiều tượng tối này. Lần đầu tiên mình đi trong một cái ngôi chùa rất là đặc biệt như này. Có rất là nhiều tượng Phật nhá mọi người nhá. Trong đây thì rất là đẹp, mọi người nhìn thấy không? Rất là đẹp, rất nhiều tượng. Biết rằng mình đến hôm nay là buổi tối nhá. Ngôi chùa thì nằm ở trong lòng của đảo nhé. Nằm trong lòng của đảo luôn các bạn nhé. Nằm trong lòng của đảo luôn. Đi hơi bị tối này. Lần đầu tiên mình thấy một ngôi chùa mà đi phía bên này của đảo và ra phía bên kia của đảo nhé. Mình đã đi mấy trăm hòn đảo Việt Nam nhưng mà chưa thấy hòn đảo nào đặc biệt như hòn đảo này. Có ngôi chùa. Chùa này là chùa Pháp Hoa nhé mọi người nhé. Rất là đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời đi một cái ngôi chùa đặc biệt thế. Mọi người nếu mà có đi thăm vịnh Bái Tử Nông nhá thì có thể đến ngôi chùa. Đây là có tượng này, tượng Phật này. Nhìn như là vua Trần Nhân Tông á, Phật Trần Nhân Tông. Cũng có người ở đây nhưng mà không có sư nhá, không có sư. Có rất là nhiều dòng chữ này mọi người thấy không? Nằm trong một cái hang động này. Rất là nhiều chữ, con xin lạy Phật cái nhá. Lạy này. Có rất là nhiều trái cây đồ cúng này. Rất là nhiều tượng Phật này, tượng Phật thì có đấy, nên mọi người có thể nhìn thấy kìa, tượng Phật thì khắp nơi luôn, nơi tượng Phật ở trên vách đá, trên đỉnh núi luôn. Một trong những cái ngôi chùa đặc biệt nhé. Tấm phướn luôn. Lần đầu tiên mình thấy một trong những cái ngôi chùa đặc biệt như vậy nhé. Chùa này thì là nó nằm trong một cái hang động này. Hang động này mình đi vào bên phía bên kia đảo và mình sẽ ra bên này đảo luôn. Đây có cả võng luôn mọi người nhé. Và tượng thần canh luôn này, lần võng này. Nếu các bạn có theo dõi hành trình khám phá 1000 hòn đảo ở Việt Nam của mình thì nhớ like, chia sẻ, ủng hộ giùm mình để mình có thêm động lực khám phá những cái hòn đảo khác nhé. Những hòn đảo đặc biệt mới lạ của Việt Nam mình nhé. Nếu mọi người có theo dõi video clip này và ấy thì hoặc là mọi người có đến vịnh Bái Tử Nông ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thì mọi người có thể đến ngôi chùa Pháp Hoa đặc biệt này nhé. Một trong những cái ngôi chùa mà mình thấy vô cùng là lạ nhá, nằm ở trong một cái hòn đảo đấy mọi người có thể thấy không? Mọi người đi ở phía bên kia đảo và sẽ ra ở phía bên này đảo nhá, một trong những cái ngôi chùa đặc biệt và cái hòn đảo cũng rất đặc biệt nhá. Đây thì nó không có tour du lịch đâu. Mọi người phải đi không có tour du lịch và mọi người phải nhờ người dân địa phương nhá. Mình rất là may mắn được bà cụ ở dân địa phương bà chị nhá. Và bà cũng đưa đò mình luôn. Bây giờ mình sẽ quay thêm để mọi người biết. Những cái ngôi chùa mà không biết là mọi người xem clip ai đã từng đến ngôi chùa này chưa, nhưng mà mình đến rất là nhiều ngôi chùa ở Việt Nam rồi nhưng mà chưa thấy ngôi chùa nào kỳ lạ như vậy nhé. Ngôi chùa thì nằm trong một lòng núi của một quả đảo, quả núi trong của một hòn đảo và cổng chùa bên phía này nhưng mà đi ra phía bên kia của hòn đảo rất là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ đi ra đây để cụ bà sẽ đưa mình đi nhá. Đây thì cũng có đồ nước uống các thứ này. Bây giờ mình sẽ đi ra này, đi ra ngoài nhé các bạn nhé. Rất là đặc biệt.
Ngôi chùa khá đẹp. Ồ, ngoài này cũng sáng lắm mọi người nhá. Đó, không biết là bà đã đến đón mình chưa này. Đây thì có tượng Phật ở ngoài này luôn. Đó, đây là chùa Pháp Hoa nhé mọi người nhá. Này, mọi người có thể nhìn thấy này, chùa Pháp Hoa này. Chùa Pháp Hoa nhé. Lần đầu tiên mình đến một trong những ngôi chùa đặc biệt, chùa Pháp Hoa của Việt Nam nhé. Đấy, trời đất giao hòa, phóng khí dinh, sông núi động thiêng, quang phổ chiếu. Đó, rất là đặc biệt, một trong những cái ngôi chùa mà mình nghĩ là đặc biệt nhất ở Việt Nam mình nhé. Nằm trên một cái hòn đảo rất là đẹp. Đó, không cả. À, bây giờ bà đã đến đón mình rồi nhé. Cũng may là có người đến đón nhá, chứ không có thì mình sẽ lạc ở đây mất. Một ngôi chùa rất là đặc biệt, lần đầu tiên mình đến đấy nha mọi người nhé. Mình sẽ review thêm một xíu nữa về những cái hình ảnh ở trên vịnh Bái Tử Long, cũng như là cuộc sống của người dân ở trên vịnh Bái Tử Long, và một số kinh nghiệm để khi các bạn đi du lịch trên vịnh Bái Tử Long thì mình có thể biết nhé. Nếu mà mọi người muốn đi du lịch bằng các tàu cao tốc hay là những cái tàu mà nó có tour du lịch sẵn, họ có bảng giá vé rồi á, thì mình không nói làm gì. Còn nếu mà mọi người muốn đi du lịch mà để khám phá cuộc sống của người dân trên vịnh Bái Tử Long, các cái khu vực như mình đang đi đây, thì nó không có nằm trong tour du lịch, và mọi người thì buộc phải thuê thuyền riêng ở trên khu vực vịnh Bái Tử Long, ở cái khu vực bến gió thì có rất là nhiều các cái người dân gọi là bến cá cũng được nhé các bạn nhé. Ở đây gọi là bến gió hoặc là bến cá, thì có rất là nhiều các cái tàu, các cái đò nhỏ của người dân đi chở khách đi các cái khu vực ở trên đảo hoặc là đi dạo chơi nhé. Thường thường thì khoảng độ hơn 100.000, 150.000 đến 120.000 một tiếng nhé mọi người nhé. Một giờ đồng hồ thì mọi người theo kinh nghiệm của mình thì đi vài tiếng là có thể ngắm hết rồi. Những cái đò như vậy có thể ngồi được 5-6 người và chạy đò máy nhé. Và nó đi nó chủ động, mà mọi người mình có thể nói người lái đò đi nhanh đi chậm, hoặc là đi đến cái chỗ đảo nào đảo kia thì đi nó khá chủ động và số tiền cũng không nhiều nhé. Thì mọi người có thể khám phá được khu vực vịnh Bái Tử Long. Đây, mình có thể quay thêm một xíu để mọi người biết về khung cảnh cũng như là cuộc sống ở trên vịnh Bái Tử Long. Bái Tử Long thì ở đây là cũng nó gắn liền với một cái truyền thuyết về con rồng á, nó đẻ ra những cái trứng, để mỗi cái quả trứng đó là những cái đảo núi này đây, nó nằm liền ở trên khu vực vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long nhé các bạn nhé. Hai vịnh này thì nó nằm sát nhau. Như vịnh Hạ Long thì ở khu vực thành phố Hạ Long, còn vịnh Bái Tử Long thì là nằm trên khu vực thành phố Cẩm Phả giáp với lại huyện Vân Đồn nhé, huyện đảo Vân Đồn. Tất cả các cái vịnh này, Bái Tử Long, vịnh Hạ Long, Bạch Long Vĩ, cũng như là khu vực trên nữa ở trên thành phố Móng Cái thì nó hợp thành khu vực vùng biển vịnh Bắc Bộ nhé. Khu vực này thì có khoảng 2.000 hòn đảo tất cả nhé. Tất cả cái khu vực này là 2.000 hòn đảo, chứ không phải là chỉ riêng vịnh Bái chỉ riêng vịnh Hạ Long là 2.000 hòn đảo đâu. Ở trên những cái video clip trước mình thấy có một vài bạn nói với mình rằng là riêng vịnh Hạ Long là có 1.900 mấy chục hòn đảo, là cũng cái thông tin này cũng chưa chuẩn xác lắm nhé mọi người nhé. Tất cả các khu vực vịnh Bắc Bộ này mới là gần 2.000 hòn đảo nhé. Toàn bộ ở Việt Nam mình thì có 3.000 hòn đảo, tập trung chủ yếu là khu vực Hạ Long và Quảng Ninh và Hải Phòng, đó là cả khu vực vịnh Bắc Bộ này đó, và tỉnh Đà Nẵng cũng như tỉnh Khánh Hòa cũng như thành phố Đà Nẵng và tỉnh Kiên Giang nhé. Là hầu hết trong số 3.000 hòn đảo ở Việt Nam mình là tập trung ở mấy cái địa phương đó, bốn cái địa phương đó. Riêng khoảng độ 100 hòn đảo khác thì là tập trung ở những cái địa phương còn lại dọc ven biển ở Việt Nam mình nhé. Ngoài ra còn một số đảo nằm ở trong hồ cũng được gọi là đảo nhé. Trong hành trình khám phá 1.000 hòn đảo ở Việt Nam của mình nhé, thì mình có đi một số đảo ở ven các cái hồ lớn ở trong khu vực phía Nam á. Mọi người có thể xem những cái video clip cũ để thấy rất nhiều hòn đảo nằm giữa lòng hồ, và nó cũng có số phận và có đời sống rất là hay và thú vị nha mọi người nha. Khu vực này thì đa phần là nó khác với lại khu vực vịnh Hạ Long. Trên vịnh Bái Tử Long thì tàu của ngư dân nhiều hơn là tàu của khách du lịch nhé. Trên vịnh Hạ Long thì đa phần là tàu du lịch, mặc dù là khung cảnh thiên nhiên thì nó cũng khá giống nhau. Vịnh Bái Tử Long thì cũng được lọt vào
di sản thiên nhiên thế giới rồi, và cũng là một trong những cái địa điểm mà du lịch mà được nhiều nhiều các khách nước ngoài người ta tìm đến đó mọi người. Đặc biệt thì như là ở Việt Nam mình á, thì khách trong nước á, thì thường hay đến vịnh Bái Tử Nông cũng như là vịnh Hạ Long vào cái tầm này này, tầm tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 á, là khu vực thời gian này là biển đẹp, không có mưa gió, không có sóng. Và mọi người có thể tắm biển cũng như là chèo thuyền, nặn câu cái thứ đều được. Nhưng mà khách nước ngoài thì người ta đến quanh năm nhé các bạn nhé, mùa mưa họ cũng đến luôn. Khách nước ngoài, đây là một, những cái hình ảnh nuôi cá, nuôi hàu ở trên vịnh Bái Tử Nông nhé. Đấy thì vịnh Bái Tử Nông là một trong những cái khu nuôi trồng thủy sản lớn nhất ở ngoài vịnh Bắc Bộ nhé mọi người nhé. Như mình vừa mới nói đó, do ở khu vịnh Hạ Long người ta không cho nuôi nữa, nên là rất là nhiều hộ dân người ta đưa về vịnh Bái Tử Nông người ta nuôi. Đấy, trên này đây là một trong những cái nàng bè mà thuộc loại lớn nhất ở Việt Nam mình. Sẽ review thêm một xíu để mọi người biết nhé. Nếu các bạn có theo dõi hành trình khám phá 1000 hòn đảo ở Việt Nam cũng như là những cái video clip về cuộc sống biển đảo Việt Nam của mình, thì mong mọi người like, chia sẻ, ủng hộ giúp mình để mình tiếp tục có thêm động lực khám phá những cái hòn đảo mới, những cái điều đặc biệt mới trong cái hành trình cũng như là cuộc sống của ngư dân ven biển Việt Nam mình nhé. Những cái điều mà rất đặc biệt đối với một đất nước mà có dọc chiều dài là ven biển như Việt Nam mình, thì ngoài cuộc sống ở đảo, biển đảo, thì cuộc sống của ngư dân ven biển cũng chứa đựng rất là nhiều cái điều đặc biệt, nhất là những cái khu vực mà lâu đời có nhiều cư dân sinh sống và gắn bó mật thiết với lại cái văn hóa tâm linh nhé, thì nó khá là đặc biệt nhé, và nó đặc trưng của mỗi vùng miền nhé, rất ít nơi có được các bạn nhé. Đó. Trên vịnh Bái Tử Nông thì rất là nhiều đảo, hầu hết ở đây đều là đảo đá không ạ. Người dân gọi là đảo đá nhé, mình cũng thấy là toàn là đá không à. Đảo đá thì là dựng đứng và nhìn thì đẹp, nhưng mà định cư ở trên đảo này rất khó, nó khác với lại các cái đảo ở khu vực phía Nam hoặc miền Trung mà mình đi khám phá nhé mọi người nhé. Sẽ quay một xíu và chuẩn bị dừng video clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo, những cái điều đặc biệt tiếp theo nhé. Một lần nữa xin cảm ơn nhé. Mình chỉ nói qua là xíu là cái đảo Pháp Hoa này chắc nó rộng khoảng